Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu có bác mẫu xe đạp Java Sita và dòng xe đạp thương hiệu Ý và sử dụng một bộ cấu hình rất là ngon của dòng Shimano, là bộ group chuyển động Shimano DOG, từ bộ chuyển động đến bộ phanh dầu full của DOG hết. Và cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 10.800.000, giá bán là 10.500.000. Các bác đã được một chiếc xe đạp thương hiệu rất là tốt của Ý này, và cộng với cả một set đồ của DOG rất là ngon, giảm sóc hơi nữa, sử dụng cả giảm sóc hơi không nhôm Java Sita, là dòng thương hiệu của Ý. Hôm nay đây có tông màu xám và xanh, trông rất là đẹp, không nổi bật quá nhưng mà cái màu này được cũng rất là nhã nhặn. Sử dụng full bộ chuyển động của DOG, đùi đề chuyển số 10 lít và gạt đĩa 3 đĩa 30 tốc độ khác nhau, trang bị thêm cả bộ xanh dầu của DOG nữa. Dầu DOG, tay bấm xả, sử dụng bộ ghi đông dài giúp khi mà các bác di chuyển tạo cảm giác lái rất là tốt. Mình sẽ bị thêm cả bộ giảm sóc hơi. Mây hơi là mây bạc đạn đi vòng. Kích thước lốp là 26 inch. Bánh bị vòng. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 58 cm. Xe phù hợp với bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75, đi là phù hợp. Lít 3 đĩa, DOG, chuyển động rất vật mà. Quay ngược trên hình. Chiếc xe có giá bán bên em là 10.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà nên bên lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.